Hôm nay mình nhận là một lời yêu cầu của bạn Hùng. Bạn ấy nói là test cái loa trong loa ngoài của con 3210 này, 4G này cho bạn ấy xem. Thì hôm nay mình sẽ test gọi là có lên được Facebook không. Thì đây có lên được Facebook nhưng mà không lên được YouTube đâu nha. Như lời như cái câu hỏi của bạn là không lên được YouTube không, chỉ lên được Facebook thôi nha. Tất cả các sản phẩm Nokia này mình đều có sẵn hàng nha anh chị. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ mình nhé. Rồi hôm nay theo một cái đề nghị của bạn Hùng, bạn ấy xem trong kênh YouTube thì bạn có nói là mình test cái loa cho test con loa 3210 4G này cho bạn ấy xem có âm thanh có ok không. Thì hôm nay mình sẽ test anh em, nếu mà em đang chú ý cái sản phẩm này thì anh em cùng theo dõi video nhé. Thì cái điện thoại Nokia mới này nó đóng hộp nó sẽ như thế này này. Mình sẽ cắt chiêu ra, mình test cho anh bạn Hùng xem. Thì cái loa trong nó là sẽ như thế này nha em, bạn Hùng. Nó ngoài sẽ như thế này. Và đây là loa ngoài này. Cái này giờ mới nó mới gọi mới lên mạng được nhé. Cái giờ là đúng không? Đúng tiền vào đây. Ok. Âm thanh nghe ổn bạn Hùng ơi. Âm thanh và âm thanh loa ngoài loa trong nghe rất là ổn. Cũng như các mẫu điện thoại trước của Nokia thôi. Âm thanh rất to, nghe rõ. Máy cầm rất đẹp. Theo mình nghĩ là con điện thoại này là con điện thoại đẹp nhất từ trước đến nay của Nokia trong dòng bàn phím. Tất cả các loại màn cảm ứng và bàn phím mình đều có sẵn hàng nha. Rồi, anh em cần nhu cầu liên hệ sản phẩm, test sản phẩm nào thì liên hệ mình sẽ test cho anh em. Và khi shipper giao thì mình sẽ cho shipper và anh em đồng kiểm hàng. Nếu sản phẩm có trục trặc vấn đề gì thì mình sẽ cho shipper quay đầu thu hàng về. Và anh em không chịu một đồng tiền ship nào hết. Đấy là lời cam kết của mình. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.